Chào cả nhà nhé. Minh Phúc em xin chào quý anh chị ạ. Trước mặt anh chị là vườn số 16 và đây là những hình ảnh của vườn đầu tiên của vườn số 16 thì bên em gửi tới quý anh chị nhé. Vườn này có sản lượng là 2.400 chậu mọi người nhé. Đó, trước mắt mọi người là một vườn rất là đặc tàn. Bộ lá thì trên cả tuyệt vời rồi đúng không ạ? Cái tàn của vườn này thì sản lượng em tinh VIP nó tơi vào khoảng 40%. Còn lại là 60% ở loại 1 nha. Nhưng mà cái vườn này thì theo xu hướng hiện tại thì vẫn đang trong quá trình phát triển mạnh. Cho nên là từ giờ đến khoảng 1 tháng đến khi đóng hàng ấy thì chúng ta sẽ tính toán lại cái lượng loại VIP và loại 1 tỷ lệ nó là bao nhiêu nha. Thì đây là cái chậu trực tiếp tại vườn đó. Đó, em Toàn có thể là chúng ta zoom máy ở đây cho mọi người thấy được rằng là cái độ đặc tàn của cái chậu này như thế nào nào. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cái tàn nắc rất là đẹp này và đặc biệt rất là mịn tàn được quý anh chị thấy không ạ? Đó, giàn lá thì tất cả các vườn mọi người đều thấy rồi, giàn lá rất là xanh đẹp nhé, đúng không? Cái đây thì chúng ta trồng một cái chậu là rất là duyên này, chậu lá dứa này, đó, nó lá ấy đấy, rất đẹp đúng không ạ? Đó, chậu nào cũng như chậu nào nha mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy là cái chậu quả vườn này nó rất là tròn đấy quý anh chị, rất là tròn, đặc tàn. Tầm bông thì là vừa tầm bông của anh em mình đi rồi mọi người ạ. Cái này chắc cỡ mùng 6, mùng 8 này bắt đầu có chậu đi rồi. Đó này, rất đẹp đúng không ạ? Rất đặc tàn, chậu này phải nói là rất đặc tàn mọi người ạ. Cực kỳ đặc luôn. Đó, rất là nhiều những anh chị thì thích là không cần quá là to, nhưng yêu cầu là đặc tàn. Đó, yêu cầu là đặc tàn nhưng mọi người thấy rằng là đặc núc nha, cũng nhúc đúng không? Rất là tuyệt vời đây. Đó, và đây là một khu vực hết sức là rộng lớn nha mọi người nha. Mọi người có thể thấy rằng là cái sản lượng rất là nhiều. Ở đây kết hợp rất là nhiều vườn nhá, chứ không phải là một vườn cho mọi người nha, rất là nhiều chủ khác nhau. Nhưng đây bọn em đánh số cái vườn này là 2.400 chậu, là vườn số 16 nha. Đó. Mọi người có thể thấy đây, rất là nhiều. Tất cả là cả những cái chậu trên giàn này, chúng ta có thể nhìn từ đây giàn này và giàn kia, to nhỏ có, nhưng đa phần nó ở cái hàng VIP nó khá là đẹp đó mọi người ạ. Đặc biệt năm nay là quá là tuyệt vời rồi. Năm ngoái mọi người cũng thấy rồi. Năm ngoái em không nhớ vườn số này là vườn số bao nhiêu nữa, nhưng mà năm ngoái là mọi người cũng có biết được đấy. Là cái năm ngoái là cái hai vườn hàng của vườn này chỉ đặt tầm loại 1 thôi, nhưng năm nay là đã có thể lên loại VIP được một số rồi mọi người ạ. Ok. Và đó là những thông tin hình ảnh của vườn số 16 đã em gửi tới quý anh chị nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo.